Tôi cứu em với có rất là nhiều các bạn, các em hay là cô chú anh chị là khi mua cái máy lượng tử ở trên mạng hoặc mua ở một cái đơn vị cung cấp, người ta chỉ có bán thôi, cái khâu bảo hành người ta chưa có tốt. Thứ nhất là máy của anh chị khi mua về một thời gian là chúng ta bị hỏng cái phần mềm cài đặt, sau đó máy của chúng ta lại không có cái ổ đĩa CD để đút cái đĩa này vào, hoặc là dùng lâu một thời gian quá chúng ta mất cái phần mềm đó, rồi chúng ta mất cái ổ đĩa đó và chúng ta cài đặt lại máy, đâm ra bây giờ chúng ta chỉ còn lại cái máy không mà chúng ta không có cái phần mềm để cài đặt cái phần mềm Quantum. Thì ngày hôm nay không có biết anh chị mua cái máy đó ở đâu, nhưng mà hãy liên hệ trực tiếp với Thành, Thành sẽ tặng anh chị cái link nha. Đúng ra thì mỗi cái loại máy nó sẽ có một cái link để một phần mềm cài đặt riêng, nhưng mà Thành tổng hợp các phần mềm từ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9.9, 4.1, 4.2, 4.5 và mới nhất năm 2024 bây giờ luôn. Sẽ tặng các bạn hoàn toàn miễn phí với những các bạn đang mất phần mềm, đang sử dụng cái máy lượng tử sinh học hay gọi là máy đo 36 chỉ số này. Hãy liên hệ trực tiếp với Thành thì Thành sẽ cho các anh chị cái link đó để anh chị tải về hoàn toàn miễn phí nha.